Hôm nay cái video này mình sẽ ghép cặp loa BFB800 với cái Amplilux LV105U. Đây là một cái bộ đôi có mức giá thành khá là vừa phải. Amply chỉ là 7 triệu và đôi loa là 8 triệu 500 nha các bạn. Loa đến từ Canada, sở hữu hai loa bass 20, chiều cao là 90, chiều sâu là hơn 30 và chiều ngang là 25. Với cái thiết kế đứng như thế này, hai loa bass 20 thì cặp loa này nó ra tiếng bass rất là chắc. Loa trép là trép đơn mũi lụa, loa bass cũng là mũi lụa gân cao su. Loa này có độ nhạy 92 dB, trợ kháng 8 ohm, công suất 150W, và đôi loa này mình đang bán mức giá 8,5 triệu. Mình đã giới thiệu hôm trước rất là kỹ rồi nên hôm nay mình chỉ giới thiệu lướt qua rồi mình test nhạc thôi. Còn âm ly này là âm ly có sự kết hợp giữa đèn và bán dẫn. Nếu các bạn nhớ bấm đèn trước thì chúng ta mở nguồn lên thì nó sẽ nhanh hát hơn. Còn nếu các bạn bấm một lần thì chờ đèn nóng nó mới đóng ra lè. Đó, các bạn thấy nó đỏ lên ha. Kết hợp giữa đèn và bán dẫn. Bán dẫn là phần công suất và đèn là phần rè, nên chất âm nó vừa có sự ngọt ngào chi tiết của đèn, có sự uy lực của bán dẫn, rất là hay. Và mức giá mình bán là con âm ly này là 7 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test cái bộ đôi này. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mình đăng lên mỗi ngày nhé. Thank you.
chuông.